Phùng Ngọc Huy lặng người, xúc động khi thắp hương cho Mai Phương. Phùng Ngọc Huy vừa trở về Việt Nam sau 8 năm định cư tại Mỹ. Những ngày vừa qua, khán giả không khỏi xúc động khi thấy nam ca sĩ đoàn tụ cùng con gái là Vi. Trong lần trở về nước lần này, Phùng Ngọc Huy đến thắp hương cho cố diễn viên Mai Phương. Được biết nam ca sĩ có mặt tại một ngôi chùa trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, nơi an nghỉ của Mai Phương. Tại đây anh không giấu nổi sự xúc động khi nhìn thấy di ảnh của người cũ. Khoảnh khắc Phùng Ngọc Huy lặng người thắp hương cho Mai Phương khiến người xem không khỏi cảm động. Cũng trong dịp này, Phùng Ngọc Huy tình cờ được mời hát giao lưu với các Phật tử và nhiều nghệ sĩ khác để chào mừng đại lễ Vu Lan. Trong lúc trò chuyện với MC, nam ca sĩ gây xúc động rơi nước mắt khi nhắc đến Mai Phương và con gái là Vi. Phùng Ngọc Huy cho biết thời gian trở về Việt Nam không nhiều. Có người mời nhận show đi hát, nhưng không nhận vì muốn có thêm thời gian bên con gái. Thật sự tôi về Việt Nam có 3 tuần thôi, các chùa cũng có mời đi hát rồi show ca nhạc. Nhưng sau 8 năm trở về nên 3 tuần này tôi muốn dành cho gia đình và con gái nên ít nhận show. Tuy nhiên lần này đến chùa như một cơ duyên với anh. Tôi muốn gửi đến tất cả mọi người một ca khúc bài hát. Chúc mọi người Vu Lan bình an, an lành hạnh phúc. Đó là ca khúc Con gái nhỏ của ba, Phùng Ngọc Huy tâm sự. Trước đó vài ngày, Phùng Ngọc Huy lần đầu tổ chức sinh nhật cho con gái tròn 10 tuổi, dù không ở cạnh trong nhiều năm nhưng là vì trông rất gần gũi và thân thiết với bố. Phùng Ngọc Huy còn nắm tay con gái khi phát biểu và gửi lời cảm ơn đến khách mời đã đến dự tiệc. Dù sinh sống và làm việc tại Mỹ nhưng Phùng Ngọc Huy luôn hướng về con gái. Cô bé hiện đang được bảo mẫu nuôi dưỡng tại Việt Nam trong những năm qua. Vượt qua nhiều khó khăn, Phùng Ngọc Huy cho biết đang hoàn thành các thủ tục để có thể đón con gái sang Mỹ.